Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá tiêu hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2022, được phát trên kênh Brick Hill YS. Lời đầu tiên về bản tin giá tiêu ngày 17 tháng 5 năm 2022 hôm nay. Brick Hill YS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Hiện nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần chú ý hơn đến các khâu thu hoạch khi tiêu đủ độ chín, phơi sấy sản phẩm đúng cách để nâng cao chất lượng. Sau thu hoạch, bà con cần chăm sóc, phòng bệnh đúng cách và kịp thời, với mục đích để vườn cây hồ tiêu được tăng sức đề kháng, chống chọi tốt với các loại dịch bệnh nguy hiểm như chết nhanh hay chết chậm. Cần đẩy mạnh và áp dụng các phương thức canh tác theo quy trình nông nghiệp tốt. Trong đó, cần dùng trụ sống cho tiêu leo, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Hiện nay, có nhiều thông tin dự đoán về sản lượng vụ đang thu hoạch của Việt Nam. Theo phản ánh, hầu hết đều cho thấy sự sụt giảm rõ rệt. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã kết thúc hai chuyến khảo sát trong tháng 2 năm 2022. Những kết quả và đánh giá của hai đoàn công tác sẽ đóng vai trò cho sự phát triển của ngành hồ tiêu thời gian tới. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu có xu hướng giảm trong tháng đầu tiên của năm 2022, nhưng đã bật tăng trở lại. Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế IPC cho biết, Mỹ đã có đơn hàng cho năm 2022, trong khi thị trường Trung Quốc thì sức mua bắt đầu chậm lại và châu Âu tương đối dè dặt nhập hàng. Theo dự báo, sức mua từ thị trường Trung Đông có thể chưa tăng trở lại sớm như dự định. Năm 2022, về cơ bản, nhu cầu hồ tiêu toàn cầu vẫn ổn định, trong khi nguồn cung toàn cầu không tăng. Những diễn biến về sản lượng vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2022 đang diễn ra tại Việt Nam sẽ là yếu tố chính dẫn dắt giá hồ tiêu toàn cầu trong năm nay. Hai xu hướng trái chiều giữa cung và cầu là điều kiện khiến ngành hồ tiêu được dự báo sẽ khan hiếm nguồn cung trong năm 2022. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Intimex cho biết, giá hồ tiêu nguyên liệu trong năm 2022 có thể đạt ngưỡng 100.000 đồng một kg, thậm chí có thể cao hơn khi các thị trường trên thế giới đồng loạt thu mua để phục vụ cho hoạt động tiêu dùng trở lại của người dân. Ngành hồ tiêu Việt Nam kỳ vọng giá hồ tiêu có thể chạm ngưỡng 150.000 đồng một kg và Việt Nam luôn giữ vị thế số 1 về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Chính vì vậy, chỉ cần các doanh nghiệp không bán hàng thì sẽ có thể đẩy giá hồ tiêu tăng vọt. Theo như báo cáo giá tiêu của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá thu mua hồ tiêu trên cả nước ngày hôm nay không ngừng điều chỉnh tăng giảm liên tục trên khắp cả nước và đang giao dịch ở mức 72.500 đồng 1 kg cho đến 78.000 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 74.000 đồng 1 ký cho đến 76.000 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai, ghi nhận từ 73.000 đồng 1 ký cho đến 75.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 74.000 đồng 1 ký cho đến 76.000 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 76.000 đồng 1 ký cho đến 78.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hồ tiêu cao nhất trên cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 75.000 đồng 1 ký cho đến 77.000 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 72.500 đồng 1 ký cho đến 74.500 đồng 1 kg trong hôm nay. Theo ghi nhận, giá hồ tiêu trong nước tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2018, nhưng do thiếu nguồn cung, nhiều người trồng tiêu không mấy tin tưởng vào hạt tiêu đen, thậm chí giảm diện tích trồng để bớt phụ thuộc vào thị trường biến động. Việc giá hồ tiêu xuống thấp trong những năm trước khiến người trồng tiêu tại Việt Nam cũng như một số nước sản xuất khác dừng mở rộng diện tích, giảm chăm sóc cây tiêu, một số phá bỏ tiêu để trồng loại cây khác cho giá trị kinh tế cao hơn. Theo khảo sát thực tế, nhiều nông dân không bán được với giá cao như vậy vì tiêu của vụ trước đã bán gần hết. Nông dân trồng tiêu sẽ sớm thu hoạch vụ tiếp theo, nhưng sản lượng vẫn thấp do hầu hết tiêu vẫn còn xanh và việc thu hoạch chậm do thiếu nhân lực lao động. Do tình hình sản xuất hạt tiêu của Việt Nam được coi là một trong những nguyên nhân chính khiến giá tăng mạnh trong năm nay. Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới đã cảnh báo về sản lượng hồ tiêu sụt giảm trên toàn cầu do sản lượng của Việt Nam giảm 8%. Nguồn cung tiêu hiện nay đang tiếp tục được bổ sung khi mà Việt Nam đang trong vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, dù giá tiêu có tăng nhưng nhìn chung vẫn ở mức rất thấp, trong khi chi phí sản xuất có xu hướng tăng mạnh hơn. Hiện nay, dù giá hồ tiêu có tăng, nhưng nếu tính giá phân bón và nhân công lao động thì lại tăng nhiều hơn. Do đó, người trồng tiêu cũng chẳng lời lãi bao nhiêu. Về triển vọng năm 2022, hầu hết các chuyên gia đều nhận định đơn vị xuất khẩu và người trồng hồ tiêu
đều có chung một kỳ vọng là giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng. Do cung và cầu hồ tiêu đang dần trở về trạng thái cân bằng, thậm chí có thể thiếu hụt nếu tình hình sản xuất không thuận lợi. Tất cả mọi dự báo đều chỉ ra một chu kỳ phục hồi giá mới với nhu cầu toàn cầu cao và nguồn cung thiếu hụt, nhưng vẫn là rủi ro lớn với người trồng tiêu. Hồ tiêu Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu với việc cung cấp 60% nhu cầu tiêu dùng của thế giới. Về triển vọng năm 2022, hầu hết các chuyên gia, các doanh nghiệp và người trồng hồ tiêu đều có chung kỳ vọng giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng thế giới tăng đều qua các năm, trong khi nguồn cung đã thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây. Thị trường dần quay về trạng thái cân bằng cung cầu, thậm chí có thể thiếu hụt nguồn cung. Cùng với đó, chi phí sản xuất tăng cao, nhất là phân bón, xăng dầu, giá cước vận chuyển, tất cả cũng là những yếu tố làm tăng giá hồ tiêu trong năm 2022. Tuy nhiên, diễn biến thị trường sẽ rất khó đoán, bởi sau những gì đã diễn ra trong năm 2021, xu hướng giữ tiêu trong dân và giới đầu cơ, nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Năm 2021 vừa qua đã đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hồ tiêu Việt Nam sau 4 năm chật vật. Trong năm 2021, giá hồ tiêu đã tăng từ giữa tháng 2 cho đến vụ thu hoạch tiêu của nửa cuối tháng 3 năm 2021. Các đại lý đã thu mua với giá cao trong khoảng từ 76.000 đồng 1 kg cho đến 79.500 đồng 1 kg. Một điểm nổi bật khác là mức giá đã có lúc tăng đến 90.000 đồng 1 kg vào cuối tháng 10 năm 2021. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối năm 2017 đến nay. Mức giá hiện tại vẫn cao hơn từ 51% đến 54% so với đầu năm 2021 và đây cũng là mức cao rất đáng kể. Trong vài năm gần đây, chuỗi giảm giá kéo dài 4 năm liên tiếp đã kết thúc và một chu kỳ tăng giá mới đã được báo hiệu trong ngành hồ tiêu. Hầu hết các chuyên gia, các nhà xuất khẩu và sản xuất hồ tiêu đều cho rằng giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022 do cung và cầu hồ tiêu nay đã dần tái cân bằng, thậm chí có thể khan hiếm nếu tình hình sản xuất không thuận lợi. Giá tiêu cũng tăng mạnh tại hầu hết ở các thị trường lớn trên thế giới trong năm 2021. Nguyên nhân chính là do sự lo ngại về sản lượng hồ tiêu tại Việt Nam, vì nước ta vẫn là nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất. Còn trên thế giới, nếu sản lượng được dự báo giảm nhiều nhất là 8% trong năm nay, thì nguồn cung xuất khẩu giảm sẽ là động cơ của đợt tăng mạnh này. Năm 2021 vừa qua cũng là thời điểm hạt tiêu của Việt Nam sẽ thay đổi lớn về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. Trong đó, tiêu đen xay và tiêu trắng đã xay đều tăng mạnh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước đó. Rick Hughes, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!